Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh năm 1992, trú tại khối 13, phường Hà Huy Tập, về hành vi đánh bạc. Trang đang nuôi con nhỏ 6 tháng tuổi. Hàng ngày, Trang đứng ra tổ chức đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề tại thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò. Cảnh sát cho biết, đường dây đánh bạc của Trang có quy mô lớn với giao dịch hàng trăm triệu đồng mỗi ngày, hoạt động tinh vi chỉ giao dịch qua tin nhắn điện thoại. Ngày 10 tháng 9, Ban chuyên án triển khai 6 mũi công tác, đồng loạt tổ chức đột kích tại 6 địa điểm trên địa bàn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, bắt giữ Nguyễn Thị Huyền Trang cùng 5 đối tượng khác có hành vi đánh bạc. Cơ quan công an đã thu giữ 8 điện thoại di động sử dụng đánh bạc. Hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra làm rõ.